Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Tổng Bí thư Trọng chẳng khác gì Lê Đức Thọ, chẳng qua chưa bị lộ mà thôi. Dư luận và giới quan sát nhận xét rằng việc Bộ Công an khởi tố bắt giam đối với cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ không thuyết phục với những lý do như sau. Trong thông báo của Bộ Công an về việc khởi tố bắt giam ông Lê Đức Thọ cho biết, ông Thọ có liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải du lịch Xuyên Việt ơi. Nhưng liên quan thế nào thì tuyệt nhiên không thấy Bộ Công an và truyền thông nhà nước đề cập. Có ý kiến cho rằng việc bắt giam ông Thọ cũng tương tự như việc bắt giam khẩn cấp cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Điều thứ hai, so sánh cho Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và Lê Đức Thọ thì thấy ông Chiến phạm tội tại đình gấp nhiều lần ông Thọ. Vậy mà ông Chiến thì thoát tội, còn ông Thọ bị tù. Điều đó cho thấy đây là một đòn đánh dưới thắt lưng đối với phe cánh của cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, tức Bình Ruổi. Ông cựu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ. Trong quyết định kỷ luật ông Lê Đức Thọ vào tháng 8 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu tội trạng cụ thể của Bí thư Lê Đức Thọ là vi phạm nghiêm trọng về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và cá nhân. Tờ báo Tuổi Trẻ vào tháng 7 năm 2021 đưa tin cho biết, trong buổi lễ trao quyết định cho ông Lê Đức Thọ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương đánh giá, đồng chí Lê Đức Thọ là lãnh đạo trẻ, có năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng. Thậm chí bà Mai còn tin tưởng rằng, thời gian tới sau khi nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, đồng chí Lê Đức Thọ sẽ phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre. Vậy mà sau hơn 2 năm, tháng 10 năm 2023, hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã ngồi tới nhiệm kỳ thứ 3 trái cả với điều lệ của Đảng. Lý do kỷ luật theo Bộ Chính trị kết luận như sau: ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc, biến động tài sản không trung thực, không đúng với quy định. Vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân. Cùng lúc, nhà báo Nguyễn Thông thì bình luận trên trang Facebook cá nhân cho rằng chính Đảng đã thừa nhận vi phạm của thằng này mang tính hệ thống kéo dài trong nhiều năm. Vậy mà tại sao tháng 1 năm 2021 lại cho nó vào Trung ương vậy? Ai đã giới thiệu? Ai đã cất nhắc? Ai duyệt làm Ủy viên Trung ương Đảng? Ai bổ nhiệm nó về làm Bí thư Tỉnh Bến Tre? Vẫn theo nhà báo Nguyễn Thông chia sẻ, phải lôi ra, điểm mặt chỉ tên người chịu trách nhiệm để kẻ xấu làm lãnh đạo. Nếu bảo không biết tiền án tiền sự của nó thì lại càng thể hiện sự không xứng đáng ngồi ghế tổ chức duyệt cán bộ. Rõ ràng công tác nhân sự lãnh đạo cấp cao trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất có vấn đề. Hoàn toàn không như tuyên bố của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị là trưởng tiểu ban nhân sự của hai khóa đại hội Đảng gần đây rằng cương quyết nọ, cương quyết kia. Dư luận xã hội cho rằng chưa có bao giờ có tình trạng mua quan bán chức công khai như thời ông Trọng làm Tổng Bí thư. Ban đầu trước khi bị bắt, cựu Bí thư Tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ bị kỷ luật chỉ vì kê khai tài sản không trung thực. Nếu nói cho cùng thì lãnh đạo Đảng, nhất là lãnh đạo cấp cao, chẳng có ai kê khai tài sản trung thực cả. Dẫu biết rằng việc kê khai tài sản là một biện pháp cần thiết trong công cuộc chống tham nhũng ở mọi quốc gia trên thế giới này. Tài sản tham nhũng bị công an thu hồi nhưng không đáng là bao so với số tiền đã bị mất, đó là tiền thuế của người dân. Ngay cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về việc kê khai tài sản còn đổ thừa rằng việc kê khai tài sản cán bộ là rất khó, nhạy cảm vì liên quan đến đời tư, bí mật cá nhân. Cho nên việc Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ mắc tội kê khai tài sản không trung thực cũng là điều dễ hiểu. Dư luận xã hội cho rằng các quan chức lãnh đạo hiện nay gần như 100% đều tham nhũng dưới các hình thức khác nhau và trường hợp ông Lê Đức Thọ không phải là ngoại lệ.
khi cơ quan chức năng hễ quan tâm sờ đến bất cứ ai thì đều là tội phạm ăn cắp, tham nhũng cả, chỉ chưa bị lộ mà thôi. Vì thế, nói không hòa, Tổng Bí thư Trọng hay ai đi chăng nữa cũng mắc tội y như cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, bởi lòng vả cũng y như dạ sùng mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Vì sao Tổng Bí thư Trọng chẳng khác gì Lê Đức Thọ, chẳng qua chưa bị lộ mà thôi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đê. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bắt ông Lưu Bình Nhưỡng, tìm không ra chứng cứ, Tô Lâm phải đẽo chân cho vừa dày. Cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khẩn cấp tại sân bay Nội Bài, Hà Nội đã tròn một tháng. Vào ngày 7 tháng 12, ông Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, tại kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, đã nhắc lại căn cứ ban đầu để khởi tố và bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng. Đó là dựa trên kết quả điều tra của vụ án Cường Quắt, thuộc một băng nhóm chuyên cưỡng đoạt một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ cát ven biển tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Tỉnh Thái Bình định phát hiện hai vụ việc liên quan với ông Lưu Bình Nhưỡng. Công luận thấy rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát Thái Bình, ông Lại Hợp Mạnh, đã không nêu được chứng cứ cụ thể để chứng minh ông Lưu Bình Nhưỡng đã can thiệp như thế nào và tác động như sao vào cơ quan cụ thể nào, tạo điều kiện cho nhóm của Phạm Minh Cường hoạt động thu mãi lộ các doanh nghiệp ra sao. Ông Mạnh chỉ đưa ra lý do là Cường Quắt thường khoe là con nuôi của ông Nhưỡng làm chứng cứ kết tội đồng lõa cưỡng đoạt tài sản. Rõ ràng những chứng cứ đó quá non tay và thiếu tính thuyết phục. Việc đại biểu Quốc hội Nhưỡng khi nghe phản ánh của người dân, bất kể là ai, sau đó có đơn kiến nghị là đang thực hiện vai trò trách nhiệm trong tư cách là một đại biểu Quốc hội. Đại biểu của nhân dân chứ không phải là đại diện cho một cá nhân, tức là Cường Quắt. Nếu ông Lưu Bình Nhưỡng nhận được thông tin phản ánh về các vụ việc trái pháp luật mà ông Nhưỡng không báo cáo cho cơ quan chức năng để xử lý thì ông Nhưỡng đã không thực hiện đúng và đủ vai trò của một đại biểu Quốc hội. Theo giới quan sát, rõ ràng Công an tỉnh Thái Bình đang ngày càng bế tắc trong việc tìm ra các bằng chứng để mà kết tội ông Lưu Bình Nhưỡng, một tiến sĩ luật, phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho đúng với pháp luật. Ban đầu, bằng chứng được cho là một cánh cổng của nhà thờ họ ở quê ông Nhưỡng, nhưng đã không chứng minh được. Rồi sau đó, Viện Kiểm sát tỉnh Thái Bình cũng chỉ công bố nghi vấn mờ nhạt về tội đồng lõa cướp đoạt tài sản của ông Lưu Bình Nhưỡng với Cường Quắt, nhưng nghe chừng cũng không xong. Mới nhất, tờ báo Lao động vào ngày 13 tháng 12 đưa tin với tiêu đề ông Lưu Bình Nhưỡng từng chuyển đơn kiến nghị thi hành án số tiền khủng. Bản tin cho biết có hai văn bản và phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng đã ký gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định. Theo giới thạo tin, đây là sự việc nghi ngờ ông Nhưỡng có thể đã bảo kê ở tỉnh Bình Định để mà trục lợi. Trong hai vụ này có một vụ liên quan đến thi hành án với số tiền lên đến 53,4 tỷ đồng. Theo tờ báo Người Lao Động, công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, Bình Định đã chuyển hơn 53,48 tỷ đồng đến Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Định để chi trả cho công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Cửu Long của thành phố Hồ Chí Minh theo bản án của tòa phúc thẩm đã có hiệu lực thi hành. Các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình thực hiện lệnh bắt giữ đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng vào ngày 14 tháng 11 tại sân bay Nội Bài. Khi đó, ông không còn là đại biểu chính thức nhưng vẫn là trưởng ban dân nguyện. Văn bản thứ hai liên quan đến việc trích lục khai tử một người ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định không rõ. Vụ thứ hai này có liên quan gì đến việc đầu năm 2023, ông Lưu Bình Nhưỡng từng đề nghị Bộ Tài chính rà soát kỹ người nào chết thì người thừa kế vẫn phải nộp thuế nhằm tránh lợi dụng chiếm đoạt tiền thuế và chống thất thu thuế hay không? Trước đó vào ngày 25 tháng 11, Công an tỉnh Thái Bình có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trên cả nước đề nghị phối hợp rà soát cung cấp thông tin liên quan đến những văn bản kiến nghị phiếu chuyển kèm theo kết quả xử lý trả lời từ tháng 7 năm 2016 đến nay do ông Lưu Bình Nhưỡng đã ký. Việc này nhằm phục vụ công tác điều tra
vụ án liên quan đến việc ông Nhưỡng bảo kê cho con nuôi là xã hội đen Phạm Minh Cường. Đến ngày 12 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Công an tỉnh Thái Bình. Theo đó, qua giả soát, tỉnh Bình Định phát hiện có hai văn bản phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi như kể ở trên. Liên quan đến việc bắt giữ khẩn cấp ông Lưu Bình Nhưỡng vào tối ngày 14 tháng 11, thông báo của Công an tỉnh Thái Bình cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được cho rằng là người đứng sau kế hoạch bắt ông Lưu Bình Nhưỡng. Công luận thắc mắc rằng không hiểu vụ việc liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban Dân nguyện Quốc hội với tội danh cưỡng đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng đến mức như thế nào, và việc các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình cho rằng ông Nhưỡng bảo kê cho con nuôi xã hội đen Phạm Minh Cường là như thế nào, hay chỉ là vạch lá tìm sâu. Sự lúng túng trong việc đi tìm các chứng cứ công an tỉnh Thái Bình để buộc tội ông Lưu Bình Nhưỡng cho thấy họ đang làm một vụ án theo lối đẽo chân cho vừa dày. Đó cũng là lý do ngay từ đầu phản ứng của dư luận nói chung nhận xét vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng là một âm mưu chính trị nhằm vào một người hay gây rắc rối cho đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de ngày hôm nay với bản tin bắt Lưu Bình Nhưỡng tìm không ra chứng cứ, Tô Lâm phải đẽo chân cho vừa dày. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.